vì lợi nhuận và bất chấp các quy định, những chiếc xe khách giường nằm đường dài đã luôn chất đầy hàng hóa ký gửi mà không được kiểm soát một cách chặt chẽ. Điều này là rất nguy hiểm bởi không ai biết chất dễ nổ có thể trong những số hàng hóa này hay không. Và phóng viên VTC14 đã có một cuộc khảo sát ngắn tại thủ đô Hà Nội. Điểm bán vé và ký nhận hàng hóa của nhà xe Phương Trang, doanh nghiệp vừa có phương tiện bốc cháy khiến 13 người chết. Trong kho có rất nhiều loại hàng hóa được niêm phong cẩn thận. Nếu lực lượng nào đó muốn kiểm tra cũng không thể tháo tung tất cả. Những chiếc xe máy, theo lời khẳng định của trưởng chi nhánh Phương Trang tại Hà Nội thì nó đã được hút hết xăng, nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Chỉ có một chút xíu nó ở phía dưới của cái bình xăng anh ạ. Nó rút là rút bằng ống mà, nó chỉ còn một chút xíu ấy. Nó chỉ đọng lại thôi. Bây giờ anh có thể kiểm tra tất cả các loại xe còn lại, không có xe nào nổ. Còn tại bến xe khách nước ngầm, khi thanh tra giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe khách Trần Anh, phát hiện trong khoang có chở dầu nhớt. Khi sáng là thay dầu đến đang còn thừa một ít dầu máy, đang còn bỏ đó, rồi hồi nữa qua văn phòng và bỏ lại văn phòng. Nguy cơ cháy, nổ phương tiện là rất cao, nhưng hầu hết các xe khách hiện nay, theo ghi nhận của VTC14, chỉ có một bình cứu hỏa. Những cái lỗi vi phạm thường phát hiện như là bình cứu hỏa không có, hoặc có nhưng hết hạn, hoặc có nhưng không đủ tiêu chuẩn, rồi búa phá kính, có một hai cái thiếu so với quy định. Chẳng hạn như là đối với xe từ 17 đến 30 chỗ ngồi thì quy định là 4 cái búa phá kính, từ 30 cho đến 45 thì 5 cái búa phá kính, nhưng thường là thiếu. Theo quy định, bến xe có trách nhiệm kiểm soát hàng hóa, con người trên phương tiện trước khi rời bến. Nhưng với những gì đang diễn ra ở Hà Nội, nguy cơ mỗi chiếc xe trở thành mỗi quả bom trên đường đang rất thường trực.